Và bây giờ chúng con hứa sẽ tập hát thật to theo bạn Xuân Mai. Shapes, shapes, lots of shapes, many different kinds. Some are round and some are straight, let's see what we find. Here's a rectangle, like a wider square. Two sides long and two sides short, look and let's compare. Here's a rectangle, like a wider square. Two sides long and two sides short, look and let's compare. Hình thể, hình thể, có nhiều hình thể khác nhau. Cái thì tròn, và cái thì thẳng. Hãy xem chúng ta có thể tìm được hình gì. Hình chữ nhật. Đây là hình chữ nhật. Hơi giống một hình vuông kéo rộng ra. Hai cạnh dài và hai cạnh ngắn. Hãy nhìn và hãy so sánh.